Thời gian qua, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã chủ động tích cực tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, qua đó góp phần tạo ra các sản phẩm nổi trội có tính liên kết cao hơn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu hiện có 6 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao, gồm tinh bột nghệ nano cucumin, cucumin bột Hoàng Minh Châu. Chương trình OCOP đã mang lại những giá trị tích cực, góp phần nâng tầm thương hiệu sản phẩm. Mỗi năm doanh nghiệp không chỉ tiêu thụ ở trong nước vài trăm tấn nghệ thô, hàng nghìn sản phẩm chế biến từ nghệ, mà còn xuất khẩu hàng trăm tấn bột nghệ sang thị trường các nước như Nhật Bản, châu Âu. Sau khi chúng tôi được công nhận cái sản phẩm OCOP thì sản phẩm của chúng tôi là được người tiêu dùng lựa chọn và số lượng chúng tôi bán hàng thì rất là cao. Để sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao thì một cái quy định thì nhà máy phải đặt tại vùng nguyên liệu. Thì chúng tôi đang xin Ủy ban tỉnh cấp phép xây dựng cái nhà máy tại cái vùng lõi nguyên liệu này. Cucumin, một trong những sản phẩm của tỉnh đang được đề cử lên 5 sao. Năm 2022, hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo có sản phẩm thịt gà Đông Tảo được công nhận 4 sao. Sản phẩm giò lụa gà Đông Tảo, giò xào gà Đông Tảo được công nhận là sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Sau khi được chứng nhận sản phẩm OCOP, hợp tác xã chú trọng đầu tư mẫu mã, bao bì và tem truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng thị hiếu của khách hàng, được khách hàng tin tưởng. Hiện nay, hợp tác xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận sản phẩm gà Đông Tảo ủ muối đạt chuẩn OCOP 3 sao. Phấn đấu sản phẩm thịt gà Đông Tảo đạt OCOP 5 sao. Đến nay, huyện Khoái Châu có 35 sản phẩm của 15 chủ thể được công nhận đạt sản phẩm OCOP. Trong đó, có 29 sản phẩm đạt hạng 3 sao, còn lại là các sản phẩm đạt hạng 4 sao. Năm 2024, huyện Khoái Châu phấn đấu có trên 8 sản phẩm mới được chứng nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao trở lên. Phòng nông nghiệp chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn sản phẩm chủ lực, tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương để tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, khuyến khích hỗ trợ các chủ thể sẽ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, thiết kế bao bì, tem nhãn, giỏ quả, sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị sản phẩm. Hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư máy móc trang thiết bị tiên tiến hiện đại. Việc tham gia chương trình OCOP không chỉ là cơ hội để quảng bá sản phẩm của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Khoái Châu.